Chào bạn đã đến clip tiếp theo của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ solo với một thành viên trong quân đội mình nha bạn. Rồi ok, bây giờ sẽ vô trận nha. Hãy bắt đầu vô trận rồi nè. Trận đầu thì mình bắn một bạn nha bạn. Quanh 6 thì mình chỉ bắn 200 máu thôi, chứ 500 máu bắn lâu lắm. Các bạn nào mà muốn vô đoàn mình thì hãy nhắn vô cái ID của mình, xong rồi vô cái chỗ quân đoàn nó có ID á, các bạn vô nha. Rồi mình sẽ phê duyệt cho bạn vô. Ngày hôm nay mình mới đi học về là có bạn này rủ vô solo liền luôn nha bạn. Không biết bạn này trong quân đoàn mình bắn ra sao nữa. Trời ơi, không biết sọt luôn. Trời ơi, gì mà ghê vậy? Bắn từ từ thôi. Mới vô hết sọt rồi. Bạn này bắn cũng gắt nữa bạn ơi. Không biết ngày hôm nay mình có ăn được bạn này không nữa. Muốn múa dài đường các bạn ơi. Rồi vô nè. Một lắc nè. Một viên đầu nè bạn ơi. Yếu rồi. First. Cái gì vậy trời? Gì mà bay ra ngoài vậy? Toàn rồi bạn ơi, gặp chúng cao thủ rồi. 15 minutes later. Vô. Đây là trận thứ ba nha bạn. Hết sọt. Chạy thẳng nè. Vậy là mình đã cố gắng tỷ số xuống còn 1-2 nha bạn. Gặp chúng mấy người bắn hay á, mình bắn mới lên tải bạn. Chứ dở mình bắn nó xuống tay. Giờ qua lụm nè. Trời ơi. Phải chết chứ. Trời ơi. Cái đó hết sọt lại. Quá im luôn mày. Trời ơi. First blood. Ăn đu. Được rồi đó đấy. Cái gì vậy? Sao ba đầu rồi vậy trời? 3-1 luôn rồi. Đây trong quân đoàn mình nha bạn. Mr. Kid. Ok. Cái này bắn gắt quá. Mình sẽ không thủ hạ lưu tình nha bạn. Bắn thiệt nè. Nãy giờ mình chỉ bắn giỡn thôi nha. Vô lụm nè bạn ơi. Rồi. Chơi bạn này phải đặt kiểu chắc vô nha bạn. Không thôi là bay đầu như chơi á. Từ từ.
quá các trời quá các anh. Ơi một viên đầu nè, lụm củ tỏi nè. Mình đã góp nhóm tỷ số còn 2-3 nha các bạn. Ôi ôi mới đi học về nó mệt. 2000 years later. Đây lụm ra lắm nè. Hết sợ. Ôi trời ơi, thằng đó ngồi xuống làm chi trời. 42 rồi. Không biết chừng này mình ăn được không nha các bạn. Bạn hãy đón xem hết cái video của mình nha. Đừng quên để lại một like và một lượt đăng ký để ủng hộ kênh mình nha. Ok bạn ơi, hồi nãy thì mình cái trận mà lên 4 điều á thì mình quên bấm quay bạn ơi. Tiếc quá. Giờ mình tới cái trận 4 điều rồi mình mới thấy mình nên mình muốn quay cho bạn xem nha. Đó. Tại trận nãy mình quên mình bấm quay. Thôi. Bạn này bắn khá là gắt nha bạn. Ui. Lụm nè. Vô nè bạn ơi, 5 điểm. Ôi, 6-4 luôn rồi. Trời ơi, bắn gì mình bắn gì kinh với ta. Thảo này mình bắn hơi lên tay nha bạn. Rồi, 6-4 rồi, lật kèo. Đó, mình muốn múa về cho nó quen tay nha bạn. Nếu bạn xem chóng mặt thì bạn có thể chỉnh cái tốc độ xuống nha. Chứ mình vẫn bằng WC nên thao tác hơi nhanh đó bạn. Vô nè. Ê. First blood. Pha này ẩu rồi. Không sao bạn ơi. Mình vẫn trước. Đấy. 6-5. Chúc bạn này 7-5 luôn. Vô nè. Múa vậy cho nó quen tay bạn ơi. Giờ lên quốc đi nha. Một chiến đầu ơi. Ây, không bắn lục nữa, không bắn lục nữa. Ôi. Hồi nãy mình nhảy ngang đó bạn, thôi là chết rồi. Lụm củ tỏi. Ok bạn ơi, cái video mình đến đây cũng kết thúc được rồi nha. Cảm ơn bạn đã xem hết video của mình và nhớ để lại một like, một share, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh mình nha. Rồi mấy bạn.